Diễn đàn xuất khẩu năm 2014, sự kiện lớn trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tới. Nét mới của chương trình năm nay là sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng tại diễn đàn. Thông tin vừa được Câu lạc bộ Doanh nghiệp xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là VEXA công bố vào ngày sáng nay. Diễn đàn xuất khẩu năm 2014 sẽ do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Chủ đề của diễn đàn năm nay là định hướng thị trường và sản phẩm xuất khẩu Việt Nam. Theo bà Phó Nam Phượng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ VEXA. Bên cạnh hội thảo các chính sách định hướng về thị trường và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trong 5 năm tới, chương trình còn có hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi có mời được 4 đoàn từ các cái doanh nghiệp từ nước ngoài về để tham gia diễn đàn và mời một số các cái doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến tham dự diễn đàn để có thể giúp cho các cái doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối giao thương với các cái doanh nghiệp nước ngoài và các cái doanh nghiệp FDI để có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để tìm được đối tác cũng như là tìm được xuất khẩu. Theo báo cáo hoạt động của VEXA, trong năm 2013, những sự kiện xúc tiến thương mại của câu lạc bộ này đã đem lại 150 đơn hàng cho các doanh nghiệp thành viên.